Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài thực hành số 2, tức là lab 2 của chúng ta. Vậy thì qua một số cái bài làm của các bạn và trong quá trình học cái môn nhập môn lập trình này, các bạn gặp một số cái khó khăn để mà học tốt về chuyên ngành lập trình, thì đó là về phần tư duy chuyển từ những cái yêu cầu của bài toán giống như thế này thành ra những cái lệnh. Như vậy thì cái tư duy này đa số các bạn á, một số các bạn lập trình vững á, thì không có vấn đề, nhưng mà một số các bạn chưa vững thì các bạn hay bị một cái trường hợp là đọc một cái đề và các bạn phải nghĩ ngay đến việc là phải xây dựng cái bài toán đó như thế nào. Tức là bạn phải nhìn một cách bao quát luôn rồi chúng ta sẽ giải quyết bài toán đó như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn có trình độ tốt thì việc đó là điều đương nhiên. Còn nếu mà các bạn chưa tốt thì các bạn sẽ chia cái bài toán ra làm nhiều phần nhỏ để mà các bạn làm được. Như vậy chúng ta gọi là chia để trị. Như vậy trước tiên chúng ta đang học cái môn kỹ thuật lập trình và chúng ta đang dùng ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C để làm. Như vậy thì chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta phải sử dụng được cái deep C này cái đã. Đó. Cài được deep C. Như vậy chúng ta qua bài lab 1 là chúng ta đã cài được rồi. Bây giờ đến bài lab 2. Khi mà chúng ta đọc một cái đề giống như thế này, xây dựng một cái chương trình cộng trừ hai số, cộng trừ hai số. Nếu như các bạn chưa có rành, chưa có giỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm từ từ từng phần một. Đó, thì ít nhất khi mà các bạn nộp bài nó cũng có điểm từng phần cho các bạn. Còn nếu mà các bạn nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái gì đó lớn lao, một cái chương trình mà click là chạy liền thì cũng không không nên. Vậy thì phần tư duy này chúng ta sẽ có là input là phần nhập vào, nhập vào hai số từ bàn phím. Rồi bây giờ chúng ta làm cái này trước cái đã. Như vậy trước tiên là chúng ta sẽ tạo được một cái chương trình hoặc là một cái rotate của cái DeepSeek để mà tạo được cái bài lab 2 bài 1. Trước tiên là chúng ta tạo new project console application C, và chỗ này chúng ta để là lab 2 bài 1. À, có nhiều bạn chú ý là ghi tên đúng cho thầy ha. Lab 2 bài 1 và chúng ta sẽ lưu ở đâu đây? Chúng ta lưu ở một cái thư mục chung. Thư mục chung của chúng ta. Đây, thư mục chung của chúng ta là thư mục này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có lab 2 ha. Lab 2 chúng ta đã tạo một cái thư mục lab 2 và trong này sẽ tạo tiếp cho thầy một cái thư mục là lab 2 bài 1. Rồi ok, mình lưu cái project lab 2 bài 1 ở đây. Và nó sử dụng cái file là main C. Như vậy nếu mà các bạn save, các bạn chọn main C á thì sau này các bạn rất là khó để biết được là cái file này là thuộc cái project nào. Cho nên là các bạn cũng lưu là lab 2 bài 1, chúng ta sẽ rất là dễ phân biệt. Rồi như vậy trước tiên là các bạn làm được như vậy cái đã. Và điều này có khó không ạ? À, điều này chúng ta phải chắc chắn làm được, thực thi được một cái chương trình từ một cái project mà có sẵn. Như vậy thì chúng ta đã tạo được như vậy rồi. Và chúng ta sẽ có một cái yêu cầu tiếp theo là nhập vào từ bàn phím hai số. Nhập vào ha. Nhập vào thì mình sẽ dùng cái lệnh là scan nhập vào từ bàn phím hai số. Hai số như vậy, hai số này người ta không có nói là số gì, như vậy thì mình cứ để là số nguyên, số thực, số gì cũng được ha, miễn là hai số. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ muốn nhập từ màn hình vào hai số thì chúng ta phải dùng một cái biến để chúng ta lưu ha. Như vậy thì chúng ta sẽ khai báo biến hai số, đó là A phẩy B. Đó, nhập màn hình hai số thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái biến để lưu nó. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ dùng nhập, nhập thì lệnh scan. Lệnh scan ha, scan F. Rồi, hai số này là kiểu nguyên. Kiểu nguyên thì chúng ta sẽ định kiểu cho nó là phần trăm D phẩy, và để nhập thì chúng ta dấu và A. Như vậy là chúng ta đã nhập được được A, đúng không nào? Sau đó tương tự chúng ta sẽ scan phần trăm D, định dạng nhập là
là kiểu của in là phần trăm D và B. Như vậy là chúng ta đã nhập được B rồi. Đúng không nào? Vì người ta yêu cầu là nhập mà. Như vậy thì chúng ta đã nhập được hai số từ bàn phím. Rồi chưa làm gì hết. Bây giờ các bạn xuất ra giúp thầy là hai số mình mới vừa nhập xong đó nó có đúng là nó đã lưu vô được A và B hay chưa. Như vậy chúng ta xuất ra lại. Đó, xuất ra lại. Xuất thì chúng ta cũng phần trăm D phải A mới vừa nhập lúc nãy, B mới vừa nhập lúc nãy ha. Mình thử chạy một cái chương trình đơn giản như vậy thì mình thấy nó sẽ phát sinh một số cái mà mình cần phải lưu ý thêm. Không cần làm gì vội hết. Các bạn cứ làm như vậy cho thầy, cứ tư duy như vậy cho thầy. Tư duy từng chút một. Hãy làm được những cái gì nhỏ trước rồi từ từ nó sẽ lớn dần. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ biên dịch thử là chương trình của mình có bị lỗi hay không. Hiện nay là chương trình không không xuất hiện lỗi, cũng không có cảnh báo gì hết và chúng ta thực thi. Nhập vô số 6, nhập vô số 3 và chúng ta có 6 3. Đó, nhưng mà nếu như các bạn chạy một cái chương trình lên giống như vậy và con trỏ đang ở đây, chúng ta có biết rằng chúng ta đang cần phải làm gì ở đây không? À, không biết đúng không nào? Như vậy hiện nay chúng ta nhìn thấy con trỏ nhấp nháy nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta đang cần làm gì, chương trình nó có chạy hay chưa? À, thì chúng ta sẽ phát sinh ra thêm một cái nhu cầu. À, chỗ này là chúng ta nhập số A. Vậy thì chúng ta đưa ra thêm một cái nhu cầu nữa là ra một cái câu thông báo. Đó, ra một cái câu thông báo. Nhập vào số thứ nhất. Nhập vào hai số thì mình gọi là số thứ nhất hay là số A cũng được, tùy mình. Ha, cái gì cũng được, miễn làm sao mà cái mục đích của cái câu này là nó xuất ra một cái câu thông báo cho mình. Tương tự như vậy. Mình xuất ra một cái câu thông báo số thứ hai. Đó. Như vậy chúng ta chạy lại chương trình thử bằng cách là biên dịch và chạy. Thấy chưa nào? Như vậy đây nhấp nháy cái chúng ta thấy là nhập vào số thứ nhất, hay quá, rất là đơn giản, tưởng mình. Nhập vào số thứ hai, 5 8 trừ 5. Ví dụ như vậy. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có được là gì nào? Số thứ nhất và số thứ hai và nó có một cái câu thông báo. Đó là xong phần thứ thứ nhất của bài 1. Phần thứ hai hiển thị ra màn hình tổng hiệu. Như vậy chỗ này có hai ý, tổng là một, hiệu là hai. Như vậy chúng ta sẽ làm một cái câu là cái câu này chúng ta không cần nữa nè. Ha, không cần nữa, chúng ta sẽ chú thích nó đi. Chú thích nó đi. Đó. Câu đó chúng ta không cần nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất ra tổng ha. Print. Tổng của hai số hai chấm. Rồi, tổng là gì? Tổng là A cộng B. Xong rồi. Tổng của hai số A cộng B. Rồi tiếp tục nào. Hiệu của hai số. Hiệu của hai số phẩy A trừ B. Rồi xong việc các bạn. Rồi chú ý ha. Chúng ta sẽ bắt đầu phát sinh thêm một số cái nhu cầu. Và các bạn sẽ sửa từ từ. Rồi biên dịch và chạy. Mình có là 8 5. Rồi tổng của hai số. À không có gì. Hiệu của hai số không có gì. Tại sao vậy? À, chỗ này mình đang muốn xuất ra A cộng B nhưng mà bạn không có định dạng xuất, vậy nó đâu có biết xuất chỗ nào đâu. Thì chỗ này bạn sẽ phần trăm D và chỗ này bạn cũng phần phần trăm D. Đó, được chưa? Cứ từ từ mà sửa nhé. Và chúng ta đã có là 8 5 và chúng ta đã có rồi. Tổng của hai số là 13, hiệu của hai số là 3. Ồ, đúng rồi nào. 8 cộng 5 bằng 13, 8 trừ 5 bằng 3. Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra nè? Cái hiệu này nó dính vô số 13, nhìn nó rất là khó nhìn.
Còn lúc nãy tại vì sao mà chỗ này nó có cái dấu enter, khi mình làm nhập số 8 xong mình enter là nó xuống dòng. Còn chỗ này khi mình xuất là nó không xuống dòng. Như vậy thì mình sẽ có một cái nhu cầu nữa là sau khi in cái này xong thì xuống dòng cho mình. Đó, mình nhớ cái xuống dòng nó là dấu xịt n. Được chưa nào? Như vậy thì mình đặt cái xịt n, một là bạn đặt ở đây. Xịt n. Hai là bạn có thể đặt phía trước này, xịt n. Ha, bạn đặt một trong hai. Còn nếu mà bạn đặt cả hai thì nó cách một dòng, xuống dòng nữa thì nó bỏ một dòng trống. Rồi, chúng ta sẽ có là 8, 5. Đây, tổng của hai số là 13 và hiệu của hai số là 3. Như vậy các bạn đã thấy là mình đã sử dụng được dấu xuống xuống dòng. Và chỗ này thì tốt nhất chúng ta nên xuống dòng ở phía trước này thì nó sẽ hay hơn. Đó. Rồi, chạy lại ha. 8, 6. Đó, như vậy chúng ta thấy là chương trình của mình bắt đầu là nhìn có vẻ là ổn rồi đó. À, 6, 8, 14, 2. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ phát sinh thêm một số cái yêu cầu. Giả sử ở chỗ này chúng ta ghi là tổng 9, 4. Chúng ta thấy là tổng của hai số là 13. Bây giờ thầy có nhu cầu là tổng của hai số 9 cộng 4 bằng 13. Ha, 9 cộng 4 bằng 13, tức là mình nhập vô số bao nhiêu thì tự động nó nhảy xuống dưới này luôn. Như vậy thì mình sẽ có nhu cầu là mình xuất số 9 vô đây, xuất số 4 vô đây, rồi thêm dấu cộng, thêm dấu bằng, đúng không nào? Như vậy thì đó là nhu cầu phát sinh của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ thấy cái này là phần trăm D. Như vậy chúng ta sẽ có nhu cầu nè, A cộng B bằng, ha. Như vậy chúng ta sẽ có là nhu cầu chỗ này chúng ta sẽ xuất số A cộng phần trăm D để xuất số B bằng phần trăm D để xuất kết quả. Như vậy chúng ta sẽ có A cộng B bằng A cộng B. Như vậy cái thứ nhất chúng ta sẽ xuất số A, cái thứ hai chúng ta sẽ xuất số B, và cái cuối cùng chúng ta sẽ xuất là A cộng B. A nó xuất ở đây, B nó xuất ở đây, và A cộng B nó xuất ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuống dưới này. Hiệu của hai số A trừ B. Như vậy chỗ này là A phẩy B phẩy A trừ B. Được chưa nào? Như vậy nhu cầu của mình là mình xuất ra một cái chuỗi giống như vậy. Chỗ này mình có là 5, 9. Tổng của hai số 5 cộng 9 là bằng 14. Hiệu của hai số 5 trừ 9 là bằng trừ 4. Được chưa nào? Như vậy các bạn nhập bao nhiêu thì tự động nó nhảy xuống dưới này. Nhập trên này bao nhiêu nó tự động nó nhảy xuống dưới này. Như vậy chúng ta thấy là bài toán của chúng ta bây giờ nó đã tương đối là hoàn chỉnh so với lại cái yêu cầu của cái bài toán này. Như vậy các bạn thấy là lúc đầu chúng ta lập trình, nếu như các bạn chưa có rành, chưa có nhuần nhuyễn mà bảo là một lần mà các bạn mở code lên mà các bạn viết giống như thầy như vậy thì chắc là tương đối khó. Nhưng nếu mà các bạn chia ra từng phần nhỏ, viết từng code nhỏ, thử từng cái một. Ví dụ lúc đầu các bạn vô khai báo một cái biến, rồi dùng lệnh scan, rồi xong rồi xuất ra cái biến A hết. Như vậy là các bạn sẽ làm được. À, sau đó mình thấy là nó nhấp nháy nhưng mà mình không biết làm gì. Thì mình lại thêm một cái nữa là thêm một cái câu thông báo. Tương tự như vậy, thêm một câu thông báo. Và sau đó chúng ta lại xuất ra một cái tổng nhưng mà nó chỉ có cái A cộng B thôi, mà như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thêm vô một cái nữa là 6 cộng 9 thì có vẻ như bài toán của chúng ta nó sẽ tường minh hơn, nó sẽ hay hơn, và người khác người ta sẽ nhìn vô người ta thấy là mình lập trình rất là đầy đủ, rất là hoàn chỉnh.
Đó, thì cũng từ từ nha, các bạn đừng có nóng vội, cái gì chúng ta cũng lập trình kiểu dạng từ từ như thế, và lúc đến một lúc nào đó thì các bạn sẽ quản lý được cái code này, các bạn tự điều khiển được nó, tự sinh ra nó, chứ không phải là code theo thầy. À, như vậy thì đến lúc mà các bạn lập trình thì các bạn không còn cái giai đoạn code theo thầy nữa, mà các bạn phải code theo cái các bạn nghĩ, code theo cái các bạn nghĩ, các bạn biết, các bạn làm. Đó, thầy hy vọng là sau này bất kỳ cái môn lập trình nào các bạn cũng code theo cái trong đầu các bạn nghĩ, chứ không phải là các bạn code theo cái mà người khác đã làm. Và các bạn sẽ dùng cái phương pháp chia để trị, tức là một bài toán lớn chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành nhiều cái đoạn nhỏ nhỏ, và chúng ta làm được những cái đoạn nhỏ như thế thì chúng ta sẽ có được một bài toán lớn. Chúc các bạn thành công và yêu thích cái ngành nghề kỹ thuật lập trình cũng như là chuyên ngành lập trình của chúng ta. Cảm ơn các bạn.